Chào mừng tất cả các bạn quay lại với chuỗi Speak a Minute, hùng biện một phút. Nói thiệt với tôi, các bạn đã học thuộc lòng được à, các cái bài trước đây chưa? nếu các bạn chưa học thuộc lòng thì không có phải là đúng cách đâu nha tôi soạn các bài này và hướng dẫn cho các bạn đọc thật kỹ để cho các bạn đọc thuộc lòng ha, trong quá trình đọc thuộc lòng đó các bạn sửa được âm của mình cho cái phát âm của mình nó tốt hơn sửa được ngữ điệu của mình để nhấn nhá lên xuống và đồng thời đó à, tích lũy được cái kiến thức về những cái chủ đề mà chúng ta đang học đó và tôi cũng dự định là giúp cho các bạn hiểu được rất nhiều chủ đề trong cuộc sống để khi nói cái gì chúng ta cũng có một ít kiến thức và một ít câu từ đã tích lũy sẵn trong đầu để nói ra. Cho nên là không học thuộc lòng là không được các bạn nha, phải học thuộc lòng, học ngấu nghiến, học thuộc lòng xong rồi đó mở cái bài này lên à, để để bấm cho nó để mình nghe thụ động suốt một ngày luôn rồi hẳn học bài mới nha. Hôm nay chúng ta sẽ nói về hạnh phúc các bạn nói được không hạnh phúc nó là thứ gì? Thì như vậy mình nói làm sao để thể hiện đó. Mình là cái con người đó có khả năng ăn nói một chút. Chỉ trong khoảng 10 câu thôi các bạn nha. Hạnh phúc là gì? Chúng ta nghe thử nha. Happiness, now that's something worth striving for. It's what we all want, right? To be happy and content with life. But here's the thing, happiness is not something you can just go out and buy. It comes from within. It's about finding joy in the little things, like a good cup of coffee, a sunny day, or a conversation with a friend. And it's also about having a positive outlook and being grateful for what you have. So if you're feeling down, take a step back, take a deep breath, and focus on all the good things in your life. Trust me, it'll do wonders for your happiness levels. And remember, happiness is a journey, not a destination. So keep searching for it, and you'll find it. Ừ, rất hay nếu mà các bạn thể hiện cái quan điểm của mình về hạnh phúc như thế này chắc chắn ai cũng sẽ bái phục ha tuy nhiên bạn phải tích lũy kiến thức trong đây tích lũy câu từ ở trong đây biến nó thành của mình bằng cách học thuộc lòng nha bây giờ hồi nãy giờ các bạn có nghe được không đôi khi mình góp nhặt bằng một vài từ thì á mà những cái bài các bạn học trước đây đó biến nó thành vốn của mình rồi thì những cái câu những cái cụm mình học đó các bạn mà nó được nói trong các bài mới đó, mình ắt hẳn sẽ nghe được. Nó không còn giống như ngày xưa nữa, chỉ có thể nghe được từ thôi nha. Cho nên học thuộc lòng nha. Bây giờ tôi sẽ đi từng câu với các bạn. Bài này có 10 câu tổng cộng các bạn nha. Happiness, now that's something worth striving for. Nghe được cái từ gì các bạn? Happiness là một nè. Cái cái từ gì chính nữa các bạn? Happiness, now that's something worth striving for. Striving for. Striving for là phấn đấu để đạt được. Strive for something. Strive for something. Yeah, mở lên nè. Happiness. Hạnh phúc. Giống như mình mình đang tự sự như vậy nè. Hạnh phúc. Hiện nay, nó là thứ đáng để phấn đấu, đạt được. Nó là thứ đáng để theo đuổi. Hạnh phúc hiện nay nó là thứ đáng để theo đuổi thì đây là cái cách nói giống như thế đó các bạn happiness happiness now that something nó là thứ mà that something worth striving for to be worth to be worth doing something là xứng đáng để làm cái gì đó to be worth là đáng ha là đáng giá đó để làm cái gì đó worth striving for it's something worth striving for. It's something cộng như một tính từ, nó là một thứ mà như thế nào đó ha, là cộng với tính từ it's something worth striving for. Nó là thứ đáng để theo đuổi, à, đáng để phấn đấu. Nha các bạn ha. Happiness now that's something that's something worth striving for. Nhớ học thuộc lòng nha, học thuộc lòng xong rồi tính sao? Mỗi khi nói về happiness thì mình nói đúng câu này chỉ cần nói đến happiness, nói đúng câu này, đừng có hỏi phân tích ngữ pháp cái gì, nhưng mà tôi mới vừa phân tích cho các bạn rồi, ha, nhớ học thuộc lòng. Happiness, now that's something worth striving for. Hay là mình nói happiness is happiness is something worth striving for, cũng được vậy, đúng không? Hay là người ta hỏi mình what is happiness, cái mình nói là it is something worth striving for. Ha, đó là những cách nói It's what we all want, right? To be happy and content with life. It's what we all want, right? To be happy and content with life. It's what we all want. It's what we all want. It's all what we want cũng được hay là it's what we all want cũng được ha, đổi một chút xíu thôi. Nó là tất cả nếu it's all, nó là tất cả những gì mà chúng ta muốn hay là nó là thứ mà tất cả chúng ta đều muốn. Nó là thứ mà tất cả chúng ta đều muốn tùy theo nó đặt ở đâu ha, ý nghĩa nó khác một chút. It's what we all want, right? Happiness. Happiness is something worth striving for it's what we all want right đó là cách mình lập luận như thế đó ha it's what we all want right right to be happy and content with life to be happy and content with life à để được nó là thứ chúng ta đều muốn mà phải không để được hạnh phúc ha à, và hài lòng với cuộc sống to be content 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 with something Là hài lòng với cái gì đó Con nha các bạn Âm A dài Âm A dài Các bạn thấy đây nè Con A Con Con Content Nhấn âm tiết đầu tiên Content Content with something To be happy And content with life Để được vui vẻ Hay để được hạnh phúc Và hài lòng với cuộc sống But here's the thing, happiness is not something you can just go out and buy. Câu này hay lắm. But here's the thing. But here's, here's the thing. Uh, nhưng mà thế này, nhưng mà thế này. Rồi là thế nào các bạn xem ý chính là gì nha. But here's the thing, happiness is not something you can just go out and buy. Here's the thing. Yeah. Rồi, các bạn nghe được gì? Go out and buy. But here's the thing, happiness is not something you can just go out and buy. Go out and buy, đúng không? Rồi. Happiness is not, not. Nó những cái từ mà mình nghe được tại vì nó đang nhấn mà happiness is not. Phủ định là nó nhấn. But here's the thing, happiness is not something you can just go out and buy. You, you can just go out and buy. Happiness is not, happiness is not just something. À, hay là is not something you just go out and buy kiểu đó đó các bạn rồi ha mình nghe lần, nghe lần nữa là mình nghe But here's the thing nhưng mà thế này here's the thing happiness is not something happiness không phải là cái thứ mà happiness is not something you can just you can just go out and buy you can just go out and buy không phải là thứ mà bạn có thể chỉ cần ra ngoài là mua được ha hạnh phúc không phải là thứ mà bạn chỉ cần ra ngoài là mua được đâu à, đó đó là cái điểm mấu chốt it comes from within gì các bạn it comes from within it comes from where it comes from within nó đến từ bên trong nó đến từ bên trong chứ không phải bên ngoài đó đây là dĩ nhiên là ý cá nhân của tôi nha ý cá nhân của tôi đó tôi tôi lấy một cái quan điểm cá nhân không nhất thiết đôi khi nó cũng không nhất thiết là quan điểm của tôi đôi khi nó cũng không phải là quan điểm của ai cả đây là một cách để thể hiện quan điểm thôi nha các bạn ha it comes from within nó đến từ bên trong nhớ học cái câu nói này cái cách diễn đạt này mỗi khi ở đâu đó muốn nói là nó đến từ bên trong it comes from within mới hay nha It's about finding joy in the little things, like a good cup of coffee, a sunny day, or a conversation with a friend. Mm -hmm. Dài quá, để tôi mở lên cho các bạn luôn. Rồi. It's about, it's about finding joy, it's about finding joy, nó là về việc tìm thấy niềm vui. Finding joy in the little things, trong những thứ nhỏ nhặt nó it comes from within nó đến từ bên trong nó là về cái việc nó là về cái việc tìm thấy niềm vui trong những điều nhỏ nhặt đúng không là hạnh phúc người ta đang định nghĩa là như thế nó là việc tìm thấy niềm vui trong những điều nhỏ nhặt like a good cup of coffee like a good cup of coffee như là một tách cà phê ngon uống một tách cà phê ngon rồi nghiệm đến nó cũng cảm thấy mình hạnh phúc thì nó comes from within đó các bạn Cái đó mà mình cảm thấy được sự hạnh phúc Thì nó đến từ bên trong yeah, Từ những điều nhỏ nhặt như thế Like a good cup of coffee Like enjoying enjoying Like enjoying a good cup of coffee yeah. A sunny day Like enjoying a sunny day Như là một ngày nắng đẹp yeah. A sunny day Hay là a rainy day Like enjoying a rainy day, như là thưởng thức một ngày mưa, ví dụ như thế. Or a conversation with a friend, or a conversation with a friend, hay là một cuộc chuyện trò, một cuộc chuyện trò với một người bạn, là mình cũng cảm thấy hạnh phúc, mình cảm thấy vui vẻ. À, thì là hạnh phúc ở trong những cái điều nhỏ nhặt như thế đó. It's about finding joy in the little things in a little things. So, like là như là thì những cái như là ở đây là little things. nha. Yeah. And it's also about having a positive outlook and being grateful for what you have. Rồi. Nghe được không các bạn? And it's also about và nó cũng là về hồi nãy là về những điều tìm thấy niềm vui trong những những điều nhỏ nhặt. Còn này nó cũng nó cũng về having a positive outlook Outlook là cái nhìn, cái nhìn như thế nào? Cái nhìn tích cực, positive, 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 positive. Mình trong tiếng Việt mình đọc positive, 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 ờ? positive. Tôi nghe nhiều người đọc như thế, positive. Uh, positive. positive. Positive, 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 positive. Outlook, positive outlook. Nó là về nó là về nó còn là về việc có một cái nhìn tích cực and being grateful and being grateful 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 và biết ơn to be grateful grateful là tính từ là biết ơn à, ở đây là ở bao ở bao là ở phía sau là something hoặc là doing something something là danh từ phía sau ở bao là danh từ mà muốn dùng động từ thì động từ phải thêm in để biến nó thành danh động từ. Thì ở đây about having, thì ở đây about being. Tại vì muốn dùng tính từ phía sau đó thì phải dùng being mới dùng tính từ được. Dùng be mới dùng tính từ. Mà muốn dùng be thì phải thêm in vào tại phía sau giới từ about. About being grateful. Nó còn là về việc mang ơn, biết ơn. Nó còn là về việc biết ơn. For what you have. For what you have. Biết ơn những gì mình có những gì mình có là được ban ơn khi mất hết rồi mới thấy là mình mất hết những cái phước lành đúng không cho nên là đối với những gì mình có mình phải tạ ơn ví dụ như thế thì với cái cuộc sống mang ơn như vậy đó là mình cảm thấy hạnh phúc các bạn có nghĩa là không phải mọi thứ nó ngẫu nhiên xảy đến với mình mà đôi khi nó có những cái phước lành nào đó tiềm ẩn nó nó cao hơn cái sự hiểu biết của mình một chút mà mình không biết ví dụ như thế nha. Cho nên với những cái điều mình có được thì người ta cảm thấy người ta biết ơn. Đừng làm lố thôi, đừng làm lố, mình cảm thấy mình biết ơn về chuyện đó là mình cảm thấy mình hạnh phúc rồi đó. Mình có đủ đầy. Mình có ăn, mình có mặt mình có đủ đầy. À, gia đình, con cái, cha mẹ, anh em tất cả mọi cái đủ đầy. Phải biết mang ơn chứ các bạn. A positive outlook a, Have a positive outlook Have a positive outlook And be grateful For what you have Đó là hai cái ý chính Nhưng mà động từ have đổi thành having Bởi vì sau so about Động từ be đổi thành being yeah. It's also about Đó các bạn So if you're feeling down Take a step back Take a deep breath And focus on all the good things in your life Uh mm -hmm hơi dài tôi mở lên luôn nha so if you are feeling down cho nên nếu như vì vậy nếu bạn cảm thấy thất vọng à, to feel down cảm thấy thất vọng đôi khi mình cảm thấy suy sụp đó các bạn suy sụp thất vọng gì đó thì uh, vì vậy nếu như bạn đang cảm thấy mình bị thất vọng mình đang cảm thấy buồn to feel down cũng có thể nói là buồn cảm thấy bị thất vọng take a step back Hãy lùi lại một bước. Take a step back. Giờ đang làm mà có cái chuyện gì đó nó xảy ra làm mình thất bại. Đừng có buồn, hãy lùi lại một bước. Take a step back. Take a deep breath. Take a deep breath. Deep, deep breath. Eh, breath, breath. Take a deep breath. Hãy lùi lại một bước. Theo nghĩa đen thì các bạn, có nghĩa là dừng lại một bước, đừng có tiến tới nữa nha, đang buồn, đang thất vọng, đang bị thất bại cứ lùi lại một bước. Hít một hơi thật sâu. Hít một hơi thật sâu and focus on focus on tập trung vào focus on all the good things. All the good things in your life. All the good things in your life. Và sau đó lùi lại một bước hết một hơi thật sâu nhắm mắt lại và tập trung về những cái phước lành những cái điều tốt đẹp mà mình có trong cuộc đời suy nghĩ đến cái đó đi ha đây là cái lời khuyên như thế nha các bạn nha tập trung vào những thứ đó nghe lại một lần nha so if you're feeling down take a step back take a deep breath and focus on all the good things in your life tiếp theo Trust me, it'll do wonders for your happiness levels. Trust me, it'll do wonders for your happiness levels. Trust me. Rồi, cái cụm chính trong đây là gì? Cụm, nghe lại một lần nữa để các bạn có nhận ra cụm chính hay không nha Trust me, it'll do wonders for your happiness levels. Là gì các bạn? Nghe không ra thì đó là chuyện bình thường nha. Bởi vì trước đây có từng học thuộc lòng đâu mà biết cụm ha. Rồi, mở lên nè. Trust me, tin tôi đi những cái nãy tôi vừa nói đó tin tôi đi it'll do cái này it will mà viết tắt đọc là it'll. it'll 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 do it'll do wonders to do wonders là nó sẽ làm nên những điều kỳ diệu làm nên những điều kỳ diệu như các bạn nó sẽ làm nên những điều kỳ diệu it'll do wonders do wonders nhớ cụm này nha học thuộc lòng mới nhớ it'll do wonders for your happiness levels It'll do wonders for your happiness levels. Nhớ wonders có s. For your happiness levels, ha, nó sẽ làm nên điều kỳ diệu cho cái mức độ hạnh phúc của bạn. Ha. có nghĩa là take a step back, take a deep breath và tập trung vào những cái phước lành, những cái điều, những cái điều tốt đẹp mà mình có trong cuộc sống. Tin tôi đi, nó sẽ làm nên những cái điều kỳ diệu cho cái mức độ hạnh phúc mà bạn đang có tại thời điểm đó. Nhớ nha các bạn. And remember, happiness is a journey, not a destination. Câu này quen nè, câu này quen nè, các bạn nghe thử nhận ra không? And remember, happiness is a journey, not a destination. Yeah, okay. Happiness is a journey, hạnh phúc là con đường, not a destination, chứ không phải đích đến, đúng không? Rồi. And remember and 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 remember, and remember, happiness is a journey, journey, A. J, j j journey. Happiness is a journey, 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 not a destination, not a destination. Hãy nhớ là và nhớ là happiness, hạnh phúc là một hành trình chứ không phải là mục đích đến, một hành trình chứ không phải đích đến. Nha, yeah, hành trình làm sao? Là có nghĩa là không phải là hạnh phúc nó có một cái điểm đến và tại đó bạn đến đó là bạn hạnh phúc nó không có mà trên đường mình đi mình sẽ tìm thấy hạnh phúc. Còn nếu bạn không tìm bạn không cần nó thì chắc chắn là bạn sẽ không đạt đến một cái bến bờ nào gọi là hạnh phúc đâu. nha. Yeah. Tại vì cho dù bạn đang ở thiên đường thì có lúc cũng buồn thôi. Nó không phải là bến bờ hạnh phúc mà ngay tại cái ngay tại cái điểm đó đó gọi là thiên đường đó thì cũng có lúc buồn. Ha, lúc thất vọng lúc này lúc kia nó no, cho nên là nó hoàn toàn không có điểm đến nó là một hành trình là như thế các bạn. so keep searching for it and you'll find it. Mm -hmm. rồi so keep searching for it, search for something, look for something là đi tìm cái gì đó keep searching cứ vì vậy hãy luôn luôn tìm kiếm nó luôn luôn tìm kiếm nó à, à, tiếp tục tìm kiếm nó keep là tiếp tục tìm kiếm nó and you find it you find it và bạn sẽ tìm thấy nó cho nên nếu bạn nào mà cảm thấy mình chưa có hạnh phúc chứ gì phải không hãy tìm kiếm hạnh phúc trong những điều nhỏ nhặt hàng ngày đi tại vì trên con đường mình đi đó mình sẽ tìm thấy hạnh phúc cho nên hạnh phúc là con đường là như thế à, cứ tìm cứ tìm kiếm mình sẽ tìm thấy nha các bạn ha ngay bây giờ lát nữa đôi khi mình cũng sẽ tìm thấy Uh, hạnh phúc trong những điều nhỏ nhặt nào đó thì cứ enjoy cái hạnh phúc đó suốt con đường thì có những thứ có đích đến nhưng mà hạnh phúc là journey, hạnh phúc là con đường nha các bạn ha. So keep searching for it and you find it, I'm sure. Hmm. rồi. Bây giờ tôi sẽ quay lại cái bài chính và giúp cho các bạn đọc ở những chỗ khó từ đầu đến cuối nha các bạn. Happiness, happy, happiness. Đừng đọc là happy happy b b b b, b. không phải đâu mà là pee. p p p p happy happiness happiness. Now that's something that's something worth 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 striving for worth striving for striving for. It's what all it's what we all want. It's what we all want, right? It's what we all want, right? Nhớ những cái chỗ tôi nhấn nha các bạn. Want, right? To be happy, to be happy and content with life. To be happy and content with life. But here's the thing. But here's the thing. Here's the the thing. Happiness is not something. Happiness is not something you can just you can just go out and buy. You can just go out and buy. It comes from it comes from within. It comes from within. It's about it's about finding joy, finding joy, finding joy in the little thing, in the little things, in the little things, like a good cup of coffee, like a good cup of coffee, a sunny day, a sunny day or a conversation with a friend or a conversation with a friend and it's also about and it's also about having a positive having a positive outlook outlook and being being grateful being grateful for what you have and being being grateful for what you have so if you're feeling down, so if you're feeling down, feeling down, take a step back, take a step back, take a deep breath, take a deep breath, and focus on, and focus on all the good things in your life, focus on all the good things in your life, in your life. Trust me, trust me. It'll do, it'll do wonders, it'll do wonders for your happiness levels. It'll do wonders for your happiness levels. And remember, and remember, happiness is a journey. Happiness is a journey, is a journey, not a destination, not a destination. So keep searching for it. So keep searching for it and you you find it. you find it and you find it you find it rồi nha yeah. nhớ đọc để phát đừng có bỏ âm nào không cần giọng phải đẹp lắm đâu nhưng mà đừng bỏ âm nào ha. âm đầu âm giữa âm cuối đừng bỏ âm nào đừng cố tình nối âm nha yeah. đọc xong cho đúng âm rồi chỉnh ngữ điệu một chút xong rồi bắt đầu á, viết ra tờ giấy đọc thuộc lòng, đọc nhắm, đọc thuộc lòng từ sáng cho đến tối, rồi đọc xong rồi đó mở cái bài này lên nghe thụ động cứ để cho nó bật mình cứ nghe đi nghe lại suốt một ngày thì mới xong nha các bạn ha để mỗi cái nó nằm trong đầu mình. Rồi bây giờ tôi sẽ cho các bạn nghe từ đầu đến cuối. Happiness now that's something worth striving for. Hạnh phúc Ngày nay, đó là thứ đáng để phấn đấu. It's what we all want, right? To be happy and content with life. Đó là những gì tất cả chúng ta đều muốn phải không, để được vui vẻ và hài lòng với cuộc sống. But here's the thing, happiness is not something you can just go out and buy. Nhưng vấn đề ở đây là hạnh phúc không phải là thứ bạn có thể ra ngoài mua được. It comes from within. Nó đến từ bên trong. It's about finding joy in the little things, like a good cup of coffee, a sunny day, or a conversation with a friend. đó là việc tìm thấy niềm vui trong những điều nhỏ nhặt chẳng hạn như một tách cà phê ngon một ngày nắng đẹp hay một cuộc trò chuyện với một người bạn và nó cũng là việc có một cái nhìn tích cực và biết ơn những gì bạn có So if you're feeling down, take a step back, take a deep breath, and focus on all the good things in your life. Vì vậy, nếu bạn đang cảm thấy thất vọng, hãy lùi lại một bước, hít một hơi thật sâu và tập trung vào tất cả những điều tốt đẹp trong cuộc sống của bạn. Trust me, it'll do wonders for your happiness levels. Tin tôi đi, nó sẽ làm nên điều kỳ diệu cho mức độ hạnh phúc của bạn. And remember, happiness is a journey, not a destination. Và hãy nhớ rằng hạnh phúc là một hành trình, không phải là đích đến. So keep searching for it and you'll find it vì vậy hãy tiếp tục tìm kiếm nó và bạn sẽ tìm thấy nó